Rồi, kính chào quý anh chị nha. Rất vui được gặp lại quý anh chị trong video báo giá xe hôm nay. Mình là Kiệt đến từ đại lý Hyundai Tây Đô ha. Và trong video này thì mình sẽ gửi đến quý anh chị báo giá, cập nhật giá của mẫu Accent nè, phiên bản số tự động màu đỏ đang có mặt tại đại lý Hyundai Tây Đô bên mình. Thì hiện tại cũng là bước qua đầu tháng 7 rồi quý anh chị. Thì em cũng gửi đến quý anh chị cập nhật giá lăn bánh cũng như là hình thức vay mua trả góp thông qua ngân hàng ha. Đối với dòng Accent này thì hiện tại cái mức giá trong tháng 7 này em chị vẫn là theo giá khuyến nghị nhà máy ha, 501 triệu 100. Và khi quý anh chị mua xe trong tháng 7 này, đặc biệt là đối với khách hàng tại khu vực Cần Thơ thì bên em sẽ hỗ trợ tặng thêm một cái lót sàn Simili quý anh chị, tặng quý anh chị thêm một lót sàn Simili, kèm với đó là bốn món như là dù này, áo chùm, thảm tắp đi sàn, rồi tinh dầu thơm. Đây là những món mà bên em sẽ tặng khi quý khách hàng mua xe trong tháng 7 này ha. Hiện tại thì đại lý em đang có xe một chiếc màu đỏ này có sẵn, thì có thể giao ngay trong ngày đến quý anh chị nếu như mình mua với hình thức là tiền mặt hay quý anh chị. Hiện tại nếu như anh chị mình mua xe với hình thức là tiền mặt á, thì em tính cái mức lăn bánh tại Cần Thơ và cụ thể đây là Ninh Kiều ha. Tại vì bây giờ đã cái phần mà lăn bánh nó sẽ đưa về huyện luôn ha quý anh chị. Thì tại khu vực Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng thì cái mức mà lăn bánh dành cho mẫu Accent AT phiên bản tiêu chuẩn này á, nếu như anh chị mình mua tiền mặt ha, thì là 555 triệu là anh chị có thể nhận xe ha. Em xin nhắc lại là 555 triệu thưa quý anh chị, là lăn bánh tại khu vực ở Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, ở Cần Thơ. Còn nếu như anh chị ở các tỉnh hoặc là các huyện nào thì anh chị có thể inbox cho em ha, số điện thoại em để đây. Số này thì em có xài Zalo luôn ha quý anh chị, hoặc là anh chị có thể gọi trực tiếp cho em để em có thể gửi đến quý anh chị báo giá cũng như là cái phần lăn bánh và bản tính góp ngân hàng để quý anh chị mình có thể tham khảo thêm ha. Đối với mẫu Accent này thì bên em cũng có liên kết với ngân hàng để hỗ trợ vay mua xe với hình thức là trả góp ha. Thì cái mức tài trợ tối đa ngân hàng mà bên em đang liên kết hiện tại đến 8 năm, và cái hạn mức mà tài trợ thì đến 85% chiếc xe. Thì đối với dòng Accent là phiên bản AT tiêu chuẩn này anh chị, thì anh chị mua xe mà nước quay em tính là cái mốc tối đa nó khoảng 85% ha. 85% giá trị xe thì anh chị chuẩn bị trước giùm em tầm khoảng là 140 triệu là anh chị có thể nhận xe ha. Anh chị có thể nhận xe. Và cái phần về lãi suất á, thì hiện tại là bên em cũng đang liên kết với ngân hàng như là Tiên Phong Bank chẳng hạn, tại vì bên ngân hàng này cái room của họ vẫn còn. Thì cái mức lãi suất mà họ chào tầm khoảng 9.3% nha quý anh chị. Và cái tiền góp mà anh chị phải góp hàng tháng là sẽ bao gồm tiền gốc cộng với tiền lãi luôn ha. Và mình sẽ góp hình thức là theo dư nợ giảm dần, có nghĩa là anh chị vừa góp tiền gốc cộng với tiền lãi, và cái tiền lãi này nó sẽ giảm dần theo cái dư nợ của mình chứ không phải là nó sẽ cố định hàng tháng. Đó, thành ra là anh chị đóng trong vòng khoảng 7 năm đến 8 năm thì nó sẽ hết cả phần tiền gốc cộng với tiền lãi ha. Thì ở đây anh chị góp trong khoảng là 8,3 triệu ha anh chị. 8,3 triệu thì nó sẽ trong vòng 7 năm thì sẽ hết con xe luôn, 7 năm ha anh chị. Và 8,3 triệu này nó sẽ không phải là cố định ha anh chị, nó sẽ giảm dần theo cái tiền gốc mà anh chị đã đóng ha, đã đóng trước đó thì nó sẽ giảm dần. Thành ra là khi mình đóng càng về sau thì cái tiền mà mình đóng nó sẽ càng nhẹ lại để đỡ áp lực tài chính cho quý anh chị ha. Đối với dòng xe Accent hay là các dòng xe khác của Hyundai thì anh chị mua xe thì bên em sẽ có chính sách bảo hành là 5 năm hoặc là 100.000 km thì anh chị, tùy điều kiện nào đến trước. Và khi quý khách hàng mua xe tại đại lý Hyundai Tây Đô bên em thì còn được tặng thêm một thẻ hội viên nữa là Hyundai Membership á. Thì đối với thẻ hội viên này nó sẽ tích lũy điểm cho quý anh chị trong quá trình mà anh chị mình làm dịch vụ ha. Thì tích lũy điểm này thì bên em sẽ trừ vào cái phần tiền mà anh chị bảo hành bảo dưỡng tại đại lý bên em. Hiện tại bên em cũng có xe lái thử thôi quý anh chị mình có nhu cầu lái thử xe hoặc là xem xe trực tiếp tại đại lý hay là muốn lái thử xe tại nhà thì alo cho em ha, số điện thoại thì em để phía dưới góc màn hình ha, để em có thể mang xe đến tận nhà phục vụ quý anh chị ha, để anh chị mình có thể tham khảo xe cũng như là cho gia đình mình coi đó, hoặc là muốn lái thử xe mà điều kiện đi lại của mình không cho phép thì bên em sẽ hỗ trợ hết mình anh chị. Phần giá cả thì em cập nhật nhanh để gửi đến quý anh chị ha. Anh chị mình có nhu cầu tham khảo thêm các dòng xe Accent này. Accent bên kia là bản đặc biệt ha anh chị, bản đặc biệt màu đỏ luôn. Đây là mẫu i10 ha. Ở đây bên em có thêm mẫu i10 sedan. Ở đây là bên em có dòng Santa Fe. Nói về đại lý. Rồi anh chị muốn quan tâm mẫu xe nào thì cứ inbox cho em ha. Số điện thoại để phía dưới góc màn hình. Kính chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo nha. Kính chào quý anh chị.